Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn đang cảm thấy ngột ngạt bởi cái không khí náo nhiệt ồn ào của thành thị, thì hôm nay trong chương trình Kiến thức cuộc sống, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến một cái không gian mà đúng như tên gọi của nó, The Field, một cái cánh đồng rất là xanh, mát mẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và tôi tin rằng quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Năm nay, với Quảng Nghị mất đất dĩ gần 10 tháng và thời gian để tái khởi động các hoạt động du lịch vẫn còn bỏ ngỏ, thì các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam nên tận dụng thời gian này để nâng cấp mở rộng sản phẩm ra vùng ven Hội An, kể cả vùng trung du phía Tây của tỉnh. Đơn vị Tập Thiêu đang tập trung xác lập sản phẩm du lịch xanh thông qua việc quảng bá hình ảnh từ nông trại đến bàn ăn, chuỗi tuần hoàn từ nguyên liệu đến thành phẩm. Tại đây, du khách có dịp thử một ngày làm nông dân đầy thú vị. Du khách có thể học bắt cá, trải nghiệm trên cánh đồng lúa, mua những nông sản, những món ăn dân dã, v.v. Thực tế cho thấy, trồng một vườn rau, một vườn cây ăn quả, một ao nuôi cá, cánh đồng lúa xanh mát, những chú trâu đang gặm cỏ, củ khoai, củ sắn đều có thể thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách đến từ châu Âu. Những người đa số đã ngán chốn phồn hoa đô thị, ồn ào và bị bê tông hóa. Nắm được xu thế đó, đơn vị The Field đã tổ chức một sự kiện nhằm thu hút khách du lịch bằng hồn quê, nét làng, với hương đồng gió nội, cảnh view sông, cánh đồng, có những đường làng, ngõ xóm, không nhất thiết là bê tông hay tráng nhựa, là có thể nuôi được loại hình du lịch này một cách bền vững, và xa hơn là đem lại thu nhập không nhỏ cho những người chủ, trong đó có không ít là người nông dân thuần túy. Người ta đi du lịch, người ta muốn tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa là chính, và tìm những giá trị về cảnh quan môi trường. Nên chúng ta bán một cái giấc ngủ hay bán một bữa ăn, chúng ta phải làm thế nào cho người ta có trải nghiệm được văn hóa bản địa đó, trải nghiệm được giá trị đó. Nếu người làm du lịch biết tạo được giá trị đó thì tôi nghĩ rằng là giá trị là khi tạo được thì cái giá cả không còn quan trọng nữa, đã thành vô giá, hoặc có thể là một cái giá gì đó rất là tốt để giúp cho người bản địa có thể là có nguồn thu tốt để mà tái tạo lại những giá trị mà của mình làm ra. Tôi thực sự rất là mong muốn được lan tỏa được những cái giá trị này cho những nhiều người làm du lịch như vậy, để làm thế nào để cho cái điểm đến của du lịch Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng, trở thành một điểm đến tăng trưởng xanh, là điểm đến làm thế nào để giúp cho người cộng đồng, người dân có được thu nhập, giúp cho môi trường bảo tồn được tốt và giúp cho việc mà tuần hoàn được vấn đề rác thải trong môi trường lại tốt hơn. Đó là mong muốn nhất của tôi. Hình thức tổ chức Farmstay không chỉ thu hút khách du lịch mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời, loại hình du lịch này sẽ giúp giảm hiện tượng quá tải vào các mùa cao điểm tại các thành phố du lịch lớn. Trải nghiệm Farmstay đầy mới mẻ chắc hẳn sẽ thoải mái và mang tính chất nghỉ dưỡng hơn nhiều tại những tụ điểm du lịch sầm uất. Thưa quý vị và các bạn, khung cảnh đầu tiên là một cái không gian vô cùng quen thuộc với mỗi người chúng ta, những cái hình ảnh về những cái nông sản mà hàng ngày chúng ta vẫn thường thấy. Và ở đây thì được bố trí một cái ban nhạc dân tộc với những cái giai điệu êm ả được ngân lên, thì nó mang lại một cái không gian vô cùng bình yên. Thực khách khi mà người ta đến đây thì người ta cứ ưa chuộng những cái món này không ạ? Món của quê thì trồng ở nhà trồng. Xin chào cô, mình là du khách ở đâu đến nè? Di Xuyên ạ. Cô đã đến đây lần nào chưa? Nói chung là cô đến đây nhiều, nhưng mà lần này cô mới đến Hội An này thì cô. Thưa cô, thì ở đây đối với những cái nông sản này thì du khách người ta đến đây người ta có thể trải nghiệm nướng và dùng luôn ở đây hay là như thế nào ạ? Nướng rồi xong có hậu dùng luôn. Thì cái hoạt động này nó có thu hút người ta, có thích thú với cái này không? Có, lúc nào cũng có. Họ thích là cái cảnh là cây nhò lá vườn rồi cảnh quê luôn. Dạ. Quý vị và các bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Đó là những cái âm thanh rất là êm ả, rất là du dương được cất lên từ cái ban nhạc dân tộc phía sau lưng tôi đây. Và bên kia thì là hình ảnh rất là quen thuộc, hình ảnh chú trâu và chú mộc đồng. Quý vị và các bạn có muốn được trải nghiệm cái cảm giác mà ngồi lên lưng trâu trong một cái không gian như thế này hay không? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiến vào bên trong của không gian này.
Thưa quý vị và các bạn, ở bên trong không gian của The View thì được bố trí những cái gian hàng nhỏ. Và đây là cái gian hàng Thảo Dược. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở đây có những gì. Dạ, em xin được chào anh chị ạ. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều những cái loại lá, thì chị có thể giới thiệu cho em biết đó là những cái loại lá gì không ạ? Ở đây thì mình có những cái loại lá rất là quen thuộc như là lá ổi ở trong vườn của mình, hoặc là đây là những cái nhành xả, nhành lá tre, và cũng có một số loại thì khá là lạ với mọi người, hoặc là có thể là nó mọi người thường ngày không chú ý đến nó. Ví dụ như đây là cây cỏ hôi, nó mọc dại rất là nhiều ở ven đường, hoặc là đây là cây ngải cứu, cũng là một cái loại rau rất là tốt nhưng mà rất là ít người hiện nay biết đến nó. Những cái loại rau này thì ngày xưa ông bà chúng ta sử dụng nó rất là nhiều trong những cái món ăn hàng ngày, hoặc là dùng để chế tạo ra những cái sản phẩm tắm gội. Nó vừa rất là tốt cho sức khỏe mà một phần nữa là nó có nhiều cái tác dụng. Và theo thời gian thì những cái công dụng của nó dần dần mọi người không còn được biết đến nhiều nữa, lãng quên. Dạ rồi. Và ở đây thì tụi em bắt đầu sưu tầm lại và học hỏi từ những cái ông bà xưa ở trong làng của mình, và thông qua nghiên cứu, qua tài liệu để tổng hợp lại được những cái nguyên liệu này thì để sử dụng nó để tạo thành những cái sản phẩm lá như thế này, có thể dùng để gội đầu hoặc là dùng để xông tắm, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chúng ta sẽ đến với gian hàng tiếp theo. Xin được chào các chị ạ. Em thấy ở đây có gian hàng rất là nhiều vải lúa lụa, thì ở đây mình làm gì đây ạ? Bọn em đang tái chế lại vải. Cái vải này thì có nguồn gốc chủ yếu là từ những khách sạn lớn á. Họ sử dụng những cái vải mà dùng để làm gối hay là nệm hay chăn á, thì cái vải đó là bây giờ khi mà họ dùng xong khoảng một thời gian là họ sẽ không dùng nữa. Mà trong khi đó là những cái miếng vải đó còn rất là mới, hoàn toàn mới và rất là chắc chắn như thế này, thì bọn em sẽ sử dụng lại những cái miếng vải này, giặt sạch và sau đấy thì bọn em sẽ may lại. Và những cái túi này là được may bởi những cái người bị khuyết tật ấy ạ. Những cái sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào ạ? Trước mắt thì là bọn em đang giới thiệu để bán cho các khách du lịch. Và những cái túi vải này là được may, chị thấy là thiết kế và may mặc rất là mới, kiểu cách cũng rất là mới, thì mọi người có thể dùng như những cái túi thời trang bình thường khác. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái gian hàng được làm từ tre nứa, những cái sản phẩm rất là bắt mắt. Em chào anh ạ. Em thấy ở đây có rất là nhiều những cái sản phẩm rất là đẹp. Đây là tác phẩm của anh ạ. Tất cả những cái sản phẩm này được sản xuất tại xưởng sản xuất thủ công của mình. Những cái sản phẩm bằng tre nứa này thì mình cái công đoạn sản xuất của nó thì như thế nào ạ? Tất cả các sản phẩm đều sản xuất bằng cái phương pháp thuộc thủ công truyền thống của người dân ở địa phương ở đây. Thì tất cả các tre mà được sử dụng đều được xử lý bằng cách ngâm dưới bùn một năm. Thì đấy là một phương pháp truyền thống mà nó không sử dụng hóa chất và nó rất là thân thiện đối với môi trường. Ở đây thì mình có một số các cái sản phẩm nhỏ có thể làm lưu niệm. Ví dụ như đây là những cái sản phẩm căn bàn nhé. Đây là cái rối, cầm tay là cái rối. Cái này đây là cái lược. Thì tất cả đều làm thủ công, cho nên là những cái tre mình chọn để làm một cái sản phẩm gì đó thì nó có cái đặc tính khác nhau. Ví dụ để làm cái lược thì mình chọn những cái tre rất là chắc để làm những cái răng này, cho nên là cái sản phẩm làm thủ công nó rất là chắc. Và đây là những cái vá trộn salad này. Đây là một bút bằng tre hoàn toàn. Đây là những cái hộp kính sử dụng hoàn toàn tre. Những cái bạn trẻ hoặc là trẻ em rất là thích những cái sản phẩm được làm hoàn toàn tự nhiên thế này. Thứ nhất là những sản phẩm thủ công thì nó có những cái hình dạng khác nhau, nó không giống nhau, và được làm bằng tay thì nó có cái độ chắc chắn rất là tốt, và nói chung là những cái sản phẩm này thì cực kỳ thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, đây là những sản phẩm vừa mang tính thẩm mỹ và vừa thân thiện với môi trường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một sản phẩm thủ công khác. Xin được chào bác ạ. Dạ. Đây là quầy hàng của bác phải không ạ? Quầy hàng.
Dạ. Đây là những cái sản phẩm do từ Tây Bắc làm ra. Cái dừa gỗ và cái dừa nước. Từ ta từ khép ta từ lượm vậy nha, từ ta từ lượm sáng tổ lại. Cái bông hoa hay là con chim này hay là con cua này, mình nghĩ con cua dưới dòng đá biển, dưới dòng sông nước á. Dạ. Nó lậu ra mình lên như thế. Mình thiết kế là những con cua cứ qua cái con này. Còn chim là trên bộ trà nó bay, phải thầm cái con chim để mình trà sáng tổ ra để cho trai để cho gọi là quà lễ để khách xung quanh. À, thưa quý vị và các bạn, đây là những cái con tò he mà chúng ta vẫn thường hay thấy. Và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm xem các công đoạn mà để làm ra cái con mực này. Mình làm ra một con sống như hình đất này. Cái mình đất này là mình ra rồi mình phơi hơi cứng rồi mình vô mình mới sửa nguội. Sửa nguội rồi mình mới đục lỗ. Lỗ phao da thiệt là khô ra màu vòn ra rồi mình mới vô lò. Mất thời gian bao lâu ạ? Cái con thổi này cũng phải là tới hơi ngày là nó mới khô được. Đối với một cái con sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để có được những cái sản phẩm nhỏ nhắn như thế này thì nó đòi hỏi sự khéo tay, óc sáng tạo cũng như là những cái sự chịu khó của những cái người thợ thủ công ở đây. Thưa quý vị và các bạn, với những cái gian hàng vừa rồi thì tôi tin rằng quý vị và các bạn đã có những cái trải nghiệm rất là thú vị, những cái giá trị truyền thống nó vẫn còn được lưu giữ tại nơi đây. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Kiến thức cuộc sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thông tin chi tiết, quý vị và các bạn có thể liên hệ về Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin thân ái chào tạm biệt.